Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại một kênh YouTube của Seraph VIP. Thì hôm nay em có hai cái mẫu xe Figure muốn giới thiệu cho các anh chị, một mẫu Figure và một mẫu Singer. Đấy. Đối với hai cái mẫu xe này thì đều được trang bị cái gióng khung là khung thép rất là chắc chắn. Và ngoài ra, mẫu Singer thì hiện tại bên em đang có giá là 2,3 triệu, còn mẫu Figure tay cong kia thì đang có giá là 3,8 triệu nhá. Đấy. Trước hết thì em sẽ review cho anh chị cái mẫu Singer tay ngang 2,3 triệu này. Đấy. Thì hiện tại bên em thì có hai màu khung, màu à ba màu bốn màu khung, màu trắng, màu đen, màu xanh và màu đỏ. Đấy, bản khung này thì được trang bị là khung thép rất là chắc chắn và bền bỉ anh chị nhá. Đấy, cái thứ hai nữa, đợt này cái lô hàng Fix Year Singer và thì bên em đang được trang bị toàn bộ cái gióng khung này, kể cả càng này, nó sẽ tốt hơn cái dòng Ivy Bird đợt trước. Đấy, giá thì nó sẽ chênh lệch nhau có 100.000, nhưng nó tốt hơn rất là nhiều, từ các con ốc cho đến cái điểm bắt ốc này được hàn rất là dày. Đấy, thì con xe Singer này thì được trang bị bên em là tay ngang. Đấy, trang bị tay ngang, nếu các anh chị nào cũng muốn tay cong thì vẫn có thể lên tay cong cho anh chị, nhưng mà phải thêm đổi sang thì sẽ mất thêm phí. Đấy, trước về xung khờn, về khung sườn thì đang được khung thép, còn về đùi đĩa của chiếc Singer này cũng được trang bị là đùi đĩa thép anh chị nha, được bọc miếng nhựa bên ngoài. Xích clip thì là xích phổ thông, là xích phổ thông bình thường. Được mỗi cái trục giữa này, trục giữa thì được trang bị là trục bạc đạn nhá. Đấy. Đây, còn bản clip sau. Đấy, nhiều anh chị không biết Singer là gì. Singer thì có nghĩa là khi mình đạp tiến thì là đi, đạp lùi thì là phanh nhá. Đạp lùi như này thì nó sẽ giãn nửa cái nửa trong cái mirror sau thì nó sẽ là phanh. Đó. Vành thì được trang bị là vành nhôm hai lớp, bản lốp của nó là bản lốp 700x23C, van trước van sau là van gạo đó. Tiếp theo, em muốn giới thiệu cho anh chị con fix này thì có giá 3,8 triệu thì nó hơn được những cái gì. Trước hết là một cái ghi đông bô tang được trang bị bằng nhôm đó, kèm luôn cả dây cuốn ghi đông nhôm, ghi đông cong. Cái thứ hai nữa, nó khác ở điểm là đắt chắn cổ này được trang bị là bạc đạn đó. Tiếp theo nữa là mirror trước cũng được trang bị là mirror bạc đạn anh chị nhá. À, vành cũng là vành nhôm hai lớp dài khoảng 4 phân, bản lốp cũng là 700x23C. Điều đặc biệt hơn nữa đó chính là bản đùi đĩa này được trang bị là đùi đĩa nhôm, nên là cái chiếc xe này nó rất là nhẹ. Xích được trang bị là xích hạt đậu, xích hạt đậu này đạp rất là êm và đôi nha. Đây là dòng Fix nên là được trang bị lip lip chết, đạp tiến đạp lùi, mirror sau cũng được trang bị là mirror nhôm đạp chạy bi bạc đạn đó. Cái điều khác tiếp theo đó chính là cái cọc yên được trang bị là cọc yên nhôm rất là chất lượng, yên xe cũng rất là mềm đó. Yên xe này rất là mềm nhá, nó khác hoàn toàn so với cái xe này. Xe này cũng được trang bị là cái cọc yên bằng thép thôi, nên là nó sẽ không chắc chắn, dày dặn như cái cọc yên bên em nó quay cho anh chị đây. Đó. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu hoặc anh em nào đang muốn chơi những cái dòng xe Figure hoặc Singer thì có thể tham khảo ngay qua hai cái mẫu này. Giá của hai mẫu này thì nó rất là rẻ tại thị trường bây giờ và chất lượng nó rất là tốt. Singer thì có giá là 2,3 triệu, còn Figure tay cong kia thì là 3,8 triệu. Hai cái giá này vẫn còn ưu đãi khi các anh chị đến với shop xe đạp, và các anh chị nào muốn đặt hàng online thì cũng có thể đặt hàng qua số điện thoại, số hotline 0964005166 hoặc 0936307317. Nếu các anh chị nào muốn xem nhiều mẫu mã hơn thì có thể truy cập vào trong web xe đạp 88.vn để biết thêm cấu hình chất lượng của những cái dòng xe bên em. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.